Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Trong những ngày qua thì mọi ánh nhìn của các fan hâm mộ đều hướng về giải cờ vua Global Chess Championship. Đây là giải đấu online quy tụ 64 kỳ thủ hàng đầu thế giới và được coi như là World Cup online với tổng giải thưởng lên tới 1 triệu đô la. Sau gần một tháng tranh tài, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trận chung kết giữa siêu đại kiện tướng Sir Wesley và thần đồng cờ vua Ấn Độ Nihal Sarin. Để vào đến trận chung kết này, Sir Wesley đã vượt qua thần sấm Hikaru Nakamura ở bán kết. Trong khi đó thì Sarin cũng vượt qua cao thủ số 1 của Hà Lan, siêu đại kiện tướng Anish Giri. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký và nhấp vào cái chuông để nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất. Đừng quên để lại một like để ủng hộ và động viên admin nhé. Trong trận đấu này thì Sir Wesley chơi quân trắng và Nihal Sarin là người cầm quân đen. Với lợi thế cầm quân trắng và tâm lý khá là thoải mái khi đang dẫn trước đối thủ, Sir Wesley khởi đầu ván cờ bằng nước tốt E4. Sarin nhanh chóng đáp trả bằng nước tốt G6, sử dụng phòng thủ U phim xếp để chống lại cao thủ nước Mỹ. Trắng mạnh mẽ dâng tốt D4 chiếm lĩnh trung tâm, đen đưa tượng lên G7, kiểm soát đường chéo chiến lược A1 H8. Nếu mà trắng để tốt C4 thì thế trận sẽ chuyển sang phòng thủ Ấn Độ cổ. Trong ván cờ thì trắng đã chơi mã C3, đưa quân nhanh chóng xuất trận để kiểm soát trung tâm. Đen để tốt D6, nước cờ quen thuộc trong phòng thủ U phim xếp. Trắng triển khai tượng lên E3, đen để tốt A6, trắng lên hậu D2. Không giấu giếm ý đồ sẽ nhập thành dài, tiến đánh cánh vua. Đen phát triển mã cánh hậu lên D7. Trắng dâng tốt H4, phát động chiến dịch tấn công cánh vua. Đen đẩy tốt H6, đề phòng trắng sẽ tiến tốt H5, rồi sẽ đẩy tốt G5 để khóa cánh vua lại. Thấy mình đã đẩy tốt dọa dẫm mà đối thủ không hề sợ hãi, trắng liền nhập thành dài, đưa vua vào khu vực an toàn, chuẩn bị cho các trận đánh quy mô lớn. Đen lập tức dâng tốt B5, mở cuộc phản công ở bên cánh hậu nhằm vào vị trí của vua trắng. Trắng đẩy tốt F3, củng cố trung tâm và làm bàn đạp để dâng cao các tốt G tấn công cánh vua. Đen đưa tượng lên B7 chĩa về phía trung tâm, sẵn sàng khai hỏa. Trắng đẩy tốt A3, đề phòng đen tràn tốt sang bắt mã. Không thể tiến cặp tốt AB thêm được nữa, đen bèn chuyển hướng đưa xe qua C8, chuẩn bị dâng tốt C5, mở cột C để phản công. Thấy vậy, trắng nhanh chân chạy vua vào B1, nước cờ mang tính chất dự phòng thường thấy của các cao thủ khi mà đã nhập thành dài. Đen theo kế hoạch đẩy tốt C5, đột kích vào trung tâm. Nếu chần chừ thì đen sẽ có thể thừa cơ tràn tốt sang B4, đột phá cánh vua. Do đó thì trắng liền ăn tốt sang C5. Nên ăn mã lên C5. Trắng phát triển mã cánh vua lên E2. Nên lại lùi mã về D7. Mở cột C cho xe tượng giáp công vào quân mã ở C3. Trắng tung mã vào D5 chiếm đóng ở trung tâm. Nên đã có tính toán cho phương án này nên nhanh chóng nhảy mã lên F6, khiêu khích mã trắng ở trung tâm. Trắng đổi mã vào F6 nên ăn mã lên F6. Đến đây thì đa số các chuyên gia đều cho rằng trắng sẽ di chuyển mã lên tuyến trên rồi đưa tượng F1 xuất trận. Song Sir Wesley lại bất ngờ thúc tốt tràn sang H5 đột phá, bất chấp mã đen đang đứng tấn ở F6. Tưởng ngon nên ăn mã lên H5. Những tưởng trắng sẽ phải đẩy tốt G4, đuổi mã đen đi chỗ khác, sau đó sẽ ăn lại tốt H6. Nhưng không, Sir Wesley tiếp tục gây bất ngờ bằng nước phế thẳng xe vào con mã H5. Giật mình trước sự liều lĩnh của trắng, nên ăn tốt lên H5, thầm nghĩ: làm trò gì thế ông anh? Ngáo à? Không chậm trễ, trắng di chuyển mã lên G3 tấn công tốt H5. Không thể bảo vệ quân tốt này nên đưa xe qua G8 chuẩn bị nghênh chiến. Trắng ăn mã vào H5 tấn công tượng G7. Nếu để mất quân tượng quan trọng này thì toàn bộ các ô đen ở bên cánh vua sẽ bị suy yếu. Hơn nữa thì đen sẽ mất đi quân tượng
tấn công cực mạnh trên đường chéo lớn A1-H8. Do đó thì đen đã rút tượng chạy về H8 bảo toàn lực lượng. Trắng dâng tốt G4 củng cố cho tuyến trên. Đen triển khai hậu lên C7, gia tăng áp lực trên cột MC. Thấy vậy, trắng bèn đẩy tốt C3 hóa giải thế công của đen trên cột C, đồng thời hạn chế sức mạnh của tượng đen ở H8. Không làm gì được đối thủ, đen di chuyển xe qua D8, chuẩn bị dâng tốt D5 phản công vào trung tâm. Trắng phi tượng lên D4, gạ đổi quân tượng mạnh của đen đang hao háo chĩa về phía vua mình. Không muốn đổi, đen đẩy tốt E5 đuổi tượng trắng chạy về F2. Sau khi đã hòm hòm, đen theo kế hoạch dâng tốt D5 mở cuộc phản kích vào trung tâm. Trắng vòng tượng lên H4 tấn công xe. Đen chạy xe lên D7. Trắng ăn hậu vào H6, tập trung tấn công đen từ bên cánh vua. Đen ăn tốt sang E4, mở trung tâm để phản công lại. Chúng ta đều biết rằng để đối phó với cuộc tấn công cánh thì cuộc phản công ở trung tâm là cuộc phản công nguy hiểm nhất. Liệu rằng Nihan Sarin có vô hiệu hóa được cuộc tấn công bên cánh vua của Soesli và tung đòn phản công chí mạng? Chúng ta hãy cùng xem tiếp nhé. Trở lại ván cờ, không thể tránh giao chiến. Trắng bèn chủ động đuổi xe vào D7, đen ăn hậu sang D7, đe dọa sẽ thọc hậu xuống D1 chiếu bắt tượng. Không để cho đen nắm được thế thượng phong, trắng chủ động nhảy mã lên F6 chiếu ra tay trước. Lúc này thì đen buộc phải ăn tượng vào F6. Trắng ăn hậu vào F6 rình rập. Ở đây nếu mà đen vẫn cố tình lao hậu xuống D1 chiếu thì trắng sẽ chạy vua lên A2 và đen sẽ phải đối phó với đòn chiếu hết ở E7 và D8 khiến cho hậu đen không thể tự do hành động. Do đó thì dù rất là ngon, song đen buộc phải giữ lại hậu ở D7 để phòng thủ. Thay vào đó thì đen đã tranh thủ ăn tốt vào F3, tạo ra một con tốt thông khá nguy hiểm. Trắng sang vua C1 để phòng đen đột nhập hậu xuống các hàng ngang số 1 và hàng ngang số 2. Không làm gì được trắng, đen tạm thời đưa hậu qua C7 bảo vệ tốt E5. Với việc áp đảo về lực lượng khi hơn chất, đồng thời lại có tốt thông ở F3, đen dường như đang chiếm ưu thế. Trong khi các cuộc tấn công vào vua đen của trắng đang đi vào ngõ cụt bí nước, trắng bèn dâng tốt A4 tìm cách đột phá để đưa tượng lên tham chiến. Đen lên tượng C6 giữ vững thế trận. Trắng đuổi tượng về G3, hợp sức cùng hậu tấn công tốt E5. Thế trắng cứ liên tục chọc bên nọ ngoáy bên kia, đen bực mình lên xe G6 bắt hậu. Nước đi này khiến hàng ngang số 8 của đen bị suy yếu và trắng lập tức lao hậu xuống H8 chiếu. Đen chạy vua lên E7. Trắng triển khai tượng lên D3 tấn công xe. Trường hợp mà đen chạy xe sang F6 thì trắng sẽ đẩy tốt G5 bắt xe. Đen chạy xe sang E6 thì trắng sẽ lên tượng H4, đe dọa đẩy tốt G6 chiếu mở và thế cờ sẽ vô cùng phức tạp. Còn nếu mà đen ăn xe lên G4 thì trắng sẽ ăn tượng vào E5 tấn công hậu, đồng thời đe dọa chiếu hậu ở F6. Trở lại ván cờ, đen đánh liều đẩy tốt xuống F2, hy sinh tốt thông để bảo vệ tốt E5. Chưa thèm ăn ngay, trắng phi tượng lên H4 chiếu, đen chạy vua lên D6. Lúc này thì trắng mới ăn tượng với F2, tiêu diệt quân tốt thông nguy hiểm. Đen qua xe E6, cố thủ tốt E5. Trắng qua hậu F8 chiếu, móc lốp. Đen qua hậu E7, che chắn cho vua và gạ gẫm đổi hậu. Nếu mà đổi hậu thì coi như trắng tiêu đời, nên trắng lại lắc hậu sang B8, tấn công vua đen từ phía cánh hậu. Đen qua hậu C7 phòng thủ. Không làm ăn được gì, trắng lại qua hậu F8, lập lại nước chiếu để cầu hòa. Thế nhưng đen quyết tâm giành chiến thắng để cân bằng tỷ số với đối thủ, nên đã đổi nước lùi xe với E7 che chắn cho vua. Trắng phi tượng lên F5 rình rập. Đen ăn tốt vào A4. Sau khi đã khống chế con đường rút chạy của vua đen, trắng lùi hậu về H6 chiếu. Theo chúng tôi thì ở đây
nên nên tiến xe lên E6, chấp nhận hy sinh lại quân xe để che chắn sườn trái cho vua. Thế nhưng thời gian của đen chỉ còn có 3 giây và cũng là do tiếc của nên theo bản năng đen đã chạy vua lên D5. Chỉ cho có thế, trắng lùi hậu về D2 chiếu bồi. Đen chạy vua lên C4, trắng tiến hậu lên D3 tiếp tục truy sát vua. Đen chạy vua xuống B3, trắng lạnh lùng đẩy tốt lên C4, tung đòn chiếu mở. Đen luống cuống chạy vua về B4, không chậm trễ, trắng qua hậu C3, chiếu hết đen cực kỳ đẹp mắt. Chiến thắng trong trận đấu quan trọng này góp phần giúp Sir Wesley đè bẹp thần đồng Nihan Sarin và giành ngôi vô địch với hơn 5 tỷ tiền thưởng. Quá thơm phải không các bạn?